Đây các bạn thấy không, cái đùi của con chục cắm nhum này nó bự vậy nè. Trời ơi, bây giờ mình ăn miếng rồi nha các bạn. Hello các bạn, sau 3 tiếng đồng hồ mình mới tới Cần Thơ mà mưa quá trời mưa mà ngập nữa. Bây giờ mình tới khách sạn này. Các bạn thấy ngoài đường mưa quá trời mưa. Vô khách sạn Lion. Tối nay mình ngủ ở đây các bạn. Xin chào các bạn nha. Bây giờ là 7 giờ tối rồi các bạn. Hôm nay mình vừa tắm xong. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức đặc sản miền Tây nha các bạn. Để mình vô coi có những cái món đặc sản nào miền Tây thì tối hôm nay anh em mình sẽ thưởng thức nha các bạn. Mời các bạn đồng hành cùng với mình trong buổi tối ngày hôm nay nha. Chúng ra là mình cái chuyến này mình sẽ đi quay cho các bạn, giới thiệu cho các bạn những món ăn đặc sản của miền Tây. Nhưng mà từ hôm sáng hôm nay mình đi xuống tới Châu Đốc luôn, là nó mưa suốt luôn các bạn. Mà tới Cần Thơ nó ngập trò, nó ngập quá trời quá đất luôn mà mưa nữa. Cho nên là các bạn thông cảm nha. Thì chỉ theo mình để mình giới thiệu những món ăn mà mình thưởng thức thôi nha. Ok các bạn, bây giờ mình tới nhà hàng rồi nha bạn. Đây cái nhà hàng này nè. Đây là nhà hàng lúa nếp nha các bạn. Nó nằm dọc theo dòng sông Hậu. Nên nhìn thấy quá trời người vô. Bữa nay thứ bảy cho nên rất đông, trời quá mưa các bạn ơi. Đây là khu nhà hàng với khu nghỉ dưỡng luôn. Mình vô rồi, bắt đầu mình coi có món gì nha các bạn. Đây là quầy hải sản. Quá rộng luôn ha. Bây giờ để cho nhân viên dẫn mình đi kiếm bàn nha các bạn. Đó, ngoài kia là các bạn nhìn thấy xa xa ngoài kia đấy, họ các bạn mình quay cho các bạn coi. Đây các bạn, ở ngoài đây là sông Hậu nha. Xa đằng ngón tay mình chỉ đằng kia là cái cầu Cần Thơ đó các bạn. Đâu đây hả? Ở phía xa kia là khách sạn cầu Cần Thơ các bạn. Đây là xa sông Cần Thơ nè. Đó, các bạn thấy cái nhà hàng này nó lớn dễ sợ luôn.
bạn nào có đi về Cần Thơ nhờ ghé cái nhà hàng này, là cái nhà hàng này gọi là cái nhà hàng lúa nếp nha. Dễ sợ không? Quá trời đông luôn rồi. Rộng thênh thang luôn mà. Đây, cái món đầu tiên mình order là cái món này, món gì? Chả giò. Chả giò mà làm hình hình trái tim hả? Trái tim mọi đâu. Trái hình cái gì? Hình tấm ghế. Có ớt nè, có ớt. Có. À, chả giò đời mới hả? Chả giò đời mới. Không. Không. Được. Có bắp rồi nè. Ừ. Có mặt sen rồi đó hả? À, ngon. Đây là mình thưởng thức món đầu tiên nha các bạn. Chả giò cuốn bắp nè, rồi hạt sen nè, tôm nè. À, ngon. Các bạn ơi, ngày hôm nay là mình nói mình đi xuống Cần Thơ là mình ăn những tất cả những cái món ăn là món ăn của miền Tây nha các bạn. Bây giờ cái món thứ hai là tép gỏi tép đồng với lại bông viên điển với lại cái kia là bông súng. Đây nè, dần vô cho các bạn thấy nè. Đó, ở dưới tép đồng này là bông viên điển nha. Đó, các bạn thấy không, cái món này đúng là đặc sản miền Tây nha. Cá sặc, cá chạch chiên giòn chấm mắm me. Mà cá chạch này là loại nhỏ nhỏ nha, chứ không phải cái chạch bự đâu. Cái chạch bự là cá chạch nuôi đó. Đại ca mình ăn là coi như khen nức nở luôn mà. Ngon đúng không? Đó. À, đây là món nãy giờ mấy món rồi? 4 món rồi phải không? Đây là món cá thác lát chiên cốm xanh nha. Đó, đặc sản của miền Tây đó các bạn. Các bạn thấy mấy đứa nhân viên ở của nhà hàng này bận áo bà rồi các bạn. Dấn thằng rằng luôn ha. Mấy đó nữ còn nam nó cũng bận áo bà rồi, nó quấn thằng rằng luôn mà. Đúng rồi, đúng chất miền Tây mà. Ông anh mình mới kêu cái món xôi lan phòng nè các bạn. Ông nói ăn xôi chiên phòng á, để ăn với cá chạch chấm mắm mè. Đây nha các bạn, để mình quay cho các bạn nè. Các bạn nào nói người Việt Nam nghèo không có tiền ăn đâu. Các bạn thấy không? Ta ăn nè. Đó. Ở đây là một nha, bên đây nha. Đó, các bạn thấy người ta ăn không? Không tiền sao người ta ăn vậy các bạn? Lớn lắm luôn nha, không phải là nó nhỏ đâu. Các bạn thấy nhân viên đi như là đi chợ luôn á. Bạn nói là không có tiền ăn nữa. Thôi nè. Các bạn ơi, cái lý do mà mình về Việt Nam là cái này nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái gì không? Đây là con cá linh nha, còn tươi rói luôn nè các bạn. Đó, cái lý do là mình về Việt Nam là để ăn cá linh là con cá này nè. Bây giờ họ sẽ nấu lẩu, bỏ cái con cá này vô đây. Bây giờ lại lẩu xôi là mình bỏ đỏ các bạn thấy không? Cá linh đầu mùa nha, không có lớn, nhỏ nhỏ ăn rất là ngon luôn. Đây, quay rõ cho các bạn coi nè. Đó, đây là cái lẩu nè các bạn. Đó, thấy không, lát hồi nó sôi lên là mình đổ con cá linh này vô. Đó, đó. Đó, các bạn thấy cá hấp dẫn không các bạn? Mình nói mình đi về mình ăn cá linh, nhất định mình phải ăn cá linh. Rồi một hồi mình sẽ có một cái món đặc biệt mình giới thiệu cho các bạn luôn nha. Đó. Rồi đó, các bạn có thắc mắc, có nhiều bạn comment nói là
là tôi chờ anh đi ăn cá linh mà không thấy. Đây nè các bạn, đó cá linh nha, cá linh đầu mùa nha các bạn ơi. Cá này là cá tươi nha các bạn, đó nhìn thấy hấp dẫn dễ sợ không. Mình nói nhất định là mình ăn cá linh, là mình phải ăn cá linh, là cái chuyến đi của mình là để ăn cá linh mà. Lát hồi mình giới thiệu các bạn một món rất là đặc biệt nữa nè. Ok các bạn, bây giờ họ sẽ đổ cái con cá linh vô cái lẩu nè. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Rất là tươi nha các bạn. Nhớ là các bạn về mà muốn ăn cá linh là về cái mùa này nha, chứ cái tháng sau là hết rồi. Thấy một cái dĩa rau này thấy hấp dẫn ghê không? Nó có cái bông xù đũa nè ha, nó có cái gì bông xù đũa nè, rồi rau nhúc nè, rồi bông súng nè. Rồi cái lẩu cá linh là chính rồi nha các bạn. Bây giờ mời các bạn thưởng thức ha. Đó, cá linh nó nổi lên hết trơn rồi kìa, đó thấy chưa. Rồi bây giờ mình thưởng thức cá linh thôi các bạn ơi. Đây các bạn thấy cái mốt con cá linh rào đó, ngon lành cành đào ha. Đó thấy chưa. Rồi bỏ bún vô. Dạ ăn thử rồi nha các bạn. Ăn cá linh này đã đó, chấm như con mắm ha. Trời ơi, nó ngọt, nó ngọt nó tan ra trong miệng luôn. Các bạn thấy cái chén của mình không? Toàn cá linh không. Ok các bạn, nãy mình ăn cá linh rồi đúng không? Bây giờ mình giới thiệu với các bạn cái món này đặc biệt nè. Đây nè, đây đó các bạn nhìn thấy cái gì, các bạn thấy gì không? Đó, cái này là con chuột đó nha các bạn. Nhưng mà các bạn ăn những cái con chuột nhỏ là xưa rồi, bây giờ mình ăn tới con cấm nhum luôn. Con cấm nhum là nửa ký con này nha các bạn. Đó, thấy họ nướng không? Họ nướng lên là hấp dẫn không các bạn? Đó là món đồng quê đó nha. Đây các bạn thấy không, cái đùi của con chuột cấm nhum này nó bự vậy nè. Trời ơi, bây giờ mình ăn hướng miếng rồi nha các bạn. Đây nè, cảm nhận của mình khi mình ăn con chuột cấm nhum này á, là cảm nhận của mình á là thịt gà, thịt heo, thịt bò thua con chuột cấm nhum này đó. Đại ca mình nè, ăn lá gan bự giả man không đó. Rồi ăn hết luôn rồi. Ok, cho anh mấy cái tâm nè, ăn hết luôn rồi. Ăn phải cho tôi nổ điên. Các bạn thấy con đùi của con chuột cấm nhum không? Đó, nó bự vậy nè đó, nửa ký con chuột này nha. Đó, mai mốt các bạn mà về miền Tây á, nhớ ăn chuột cấm nhum, đừng ăn con chuột đồng nhỏ nhỏ nó ngon đâu, ăn con chuột cấm nhum là nó đã. À, đây nè, ăn với lại là xôi lam phồng nha các bạn. Đó. Trời ơi, nó đã, cái da nó giòn như cái da nó quay lại. Ngon quá ngon.
Thật không à? Nó béo à, đúng là ăn cái này là mặn mỡ nó chảy ha, mình bên đây nè. Trời ơi, đã quá. Ai cũng được Việt Nam nó thèm chất. Đó. Bây giờ chuột cho ăn xong ăn rồi ăn kẹ gì. Các bạn ơi, sau khi mà mình ăn no nê rồi thì cái món này được tặng ạ. Nhà hàng sẽ khuyến mãi, không quên khuyến mãi tặng cho mình một cái chén chè trôi nước. Đó, đây nè, chè nấu theo kiểu miền Tây nha các bạn, nước dừa nè. Đó, bạn thấy không? Đó, sẽ hướng mãi cho mình một cái chén chè cho nước. Rồi sao? Thằng hướng chuột của chén chè. Ok các bạn, cô các bạn, các bạn biết tổng số tiền mà anh em mình ăn ở đây là tất cả là 8 món. Các bạn đoán thử bao nhiêu tiền? Thế bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái bill tính tiền nha. Rồi các bạn sẽ rất là bất ngờ luôn. Đây. Đây nè các bạn. Ê, mình để ở đó, đó. Tổng cộng là 1.450.000. Đó, các bạn thấy bất ngờ không? Chưa đến 100 đô nha các bạn. Chỉ có khoảng 60 đô la thôi. Mà hồi nãy giờ bốn anh em ăn muốn chết luôn á, là 8 món tất cả là 10 lon bia. Mà anh em ăn không nổi luôn á. Đó, các bạn thấy nãy mình quay những món ăn là mình kêu đó, là tổng cộng giá tiền là chỉ có gần 80 đô. Các bạn thấy rẻ không? À, anh chị và các bạn nếu có về miền Tây hay là gì thì vô cái quán mà lúa nếp này nha. Rất là ngon, món ăn rất là ngon. Theo như mình đánh giá trong cái nhà hàng này á, là mình chấm điểm là 9 điểm đó các bạn. 9,5 luôn. Quá ngon mà rẻ. Bây giờ thì Tùng Lâm vô đây xin tạm biệt anh chị các bạn nha. Các bạn nhớ đồng hành theo dõi tiếp tục chuyến hành trình về miền Tây ăn cá linh của Tùng Lâm vô đây nha các bạn. Bye bye các bạn. Xin chào buổi sáng các bạn ơi. Sáng hôm nay trời nó cũng âm u, chuẩn bị mưa nữa. Sáng hôm nay anh em mình thức dậy đi ăn cơm tắm. Rồi uống cà phê, rồi sau đó tạm tạm đi kiếm trái cây rồi mua, chuẩn bị lên đường đi về Sài Gòn các bạn. Đây buổi sáng thành phố Cần Thơ nè. Hôm nay chủ nhật cho nên là vắng vẻ các bạn. Đây, anh em mình vô quán cơm gà 6 quận nè. Vô và có gì mình ăn vô tắm nè. Đây cơm gà 6 quận nha các bạn. Nằm ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ok các bạn. Anh em mình ăn sáng uống cà phê xong bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị lên đường đi về Sài Gòn các bạn ơi. Trời nó mù quá chừng bữa nay mưa nữa. Bây giờ lên xe đi về Sài Gòn nha. Đang làm cái cầu Cần Thơ 2 nữa phải không ta? Không, cầu Gạch Liễu. Chuẩn bị là cầu gì? Gạch Liễu à. Trước mặt các bạn là cầu Cần Thơ đó.
thấy miền Tây mà được nắng như thế. Không trời mưa nhưng mà cũng đi hết. Xe này không xăng. 100 cây số 21 hay 2. Lăng Cù Sơn. Còn thơ nhìn xa đẹp ha. Thế chung bao nhiêu cây số, 100 cây số bao nhiêu lít này? Mấy lít? 8 lít thôi. 200 à? 100 mấy à? Chưa được. Bây giờ ở Sài Gòn người ta đi Cần Thơ người ta đâu có cần đi máy bay, rồi phải vô trong sân bay rồi phải chờ thêm tiếng nữa nè. Này nói bây giờ người ta đâu có thèm đi máy bay nữa. Làm cái này nó gần hơn như mấy chục cây hả mày ha? Không, nó cũng vậy anh, nhưng mà được cái là nó thoáng hơn. Thoáng hơn mà. Nhưng mà một may mà nó có cái sự cố sự việc gì là nó kẹt xe là khỏi gỡ luôn á. Ừ. Nó đường nó nhỏ hơn cái cầu này nữa mà. Đổ lắm này. Đột cầu đẹp không? Lên xuống. Điểm lên cái dốc lên nè. Làm như vậy làm. Đây cầu Bình Miếu mà. Cầu Bình Miếu xấu. Cầu này cái tháp nó cao quá nhìn nó nhậu. Tối đèn đẹp lắm. Trung Lương, đúng không? Đường Phát Một tới Tiền Giang luôn, tới cầu Mỹ Thuận luôn. Sao đây?
gần ha. Khúc này là làm cầu tốt, ta nghiên cứu là cầu hai đẹp nhất. Cái len nó cũng rộng hơn, hai len nữa, ba len đúng không? Len đó, cầu nó cũng có mấy giấy á. Đẹp phải không? Kia là cầu Mỹ Thuận 1 á. Mình đang đi trên cầu Mỹ Thuận 2. Bên kia cầu đó là cầu của Úc xây dựng, còn cái cầu Mỹ Thuận 2 là Việt Nam xây dựng nha.